Man City đã có một trong những mùa giải thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ ở mùa giải trước, khi lần đầu tiên vô địch UEFA Champions League. Cú ăn ba lịch sử là một phần thưởng xứng đáng cho huấn luyện viên Pep Guardiola và sự chăm chỉ của toàn đội Manchester City mùa giải 2022-2023. Tuy nhiên, cần phải đối diện với hiện thực rằng giờ thì tất cả đã trở thành lịch sử, tức là quá khứ, bởi đội hình huyền thoại này sẽ không còn như xưa khi những cầu thủ quan trọng như Ilkay Gundogan đã ra đi. Trong khi đó, tương lai của Emerick Laporte, Riyad Mahrez và Bernardo Silva cũng chưa chắc chắn. Trước thêm mùa giải Premier League mới, chúng ta hãy cùng xem liệu Manchester City sẽ có định hướng chiến thuật gì ở mùa giải tới và mục tiêu tối cao của họ là gì nhé. Đây không phải là một mùa giải mà Man City hoạt động quá sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng. Cũng như mùa giải trước, khác hẳn với hàng xóm Manchester United hay Arsenal, họ cũng đồng thời đẩy đi một số cầu thủ chủ chốt. Tính đến hiện tại, họ chỉ mới đưa đúng một chữ ký về Etihad, đó là Mateo Kovacic, với mức giá 29 triệu euro. Trong khi đó, những cái tên ra đi gồm có tới 3 người, đó là Riyad Mahrez khi cầu thủ này quyết định sang Ả Rập thi đấu, Ilkay Gundogan tới Barcelona và Benjamin Mendy sau khi được tòa tuyên trắng án cũng đã tới Lorient thi đấu. Manchester City chỉ đang hoạt động sôi nổi ở một thương vụ duy nhất, đó là tranh giành chữ ký của Josh Kovacic. Chúng ta khó lòng mà biết rõ họ sẽ có hình dạng như thế nào ở hàng thủ ở những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, cần hiểu rõ là nửa xanh thành Manchester không thiếu nhân lực cho mùa giải mới. Manchester City sẽ tìm một trung vệ thuận chân trái khác để thay cho Vardion, hoặc nếu không chốt mua ai, họ sẽ giữ Laporte. Câu lạc bộ này và cầu thủ đã thỏa thuận với nhau về vấn đề này và hai phía đều đồng ý. Nhưng chúng ta khó để nói về một viễn cảnh Man City có một cầu thủ chưa phải là của họ. Chỉ là theo đánh giá tổng quát, mua được Vardion ở một năm nay sẽ giúp Man City có một cầu thủ tốt để nâng cấp anh ta cho vài mùa giải kế tiếp, hệt như những gì đã làm với Ruben Dias. The Citizen cũng đang tìm một cái tên thay thế cho chỗ trống mà Mahrez để lại. Mới đây, nhà báo Fabrizio Romano đã tiết lộ cái tên mà Man City đang nhắm tới là Michel Olise của Crystal Palace. Olise cũng từng được huấn luyện viên Pep Guardiola khen ngợi là cầu thủ tấn công đáng kinh ngạc của Palace. Tiền đạo người Pháp có điều khoản giải phóng trị giá 35 triệu bảng và có lẽ The Citizen sẽ không ngại kích hoạt để có được anh. Chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về vị huấn luyện viên này bởi phong cách của ông đã quá quen thuộc. Pep Guardiola yêu cầu một bộ máy hoạt động trơn tru, hoàn hảo, cho dù thay đổi bất kỳ vị trí nào cũng không được phép ảnh hưởng quá nhiều đến đội hình. Pep bước vào mùa giải thứ 8 của mình tại Etihad, vượt qua kỳ vọng của nhiều người khi ông nhậm chức vào năm 2016, khi đạt được nhiều thành công, thậm chí đạt đỉnh cao khi nhận cú ăn ba vào mùa giải trước và rõ ràng ông sẽ rất quyết tâm để giành thêm danh hiệu Premier League thứ 7. Ông đã để cho Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez chuyển sang các đội bóng khác, nhưng vẫn sẽ tin tưởng rằng những phương án thay thế đã được Pep tính toán sẵn. Cho dù có Vardion hay không, hàng thủ của Man City chắc chắn sẽ vẫn ổn định với việc gia hạn thành công. Nathan Ake và đội bóng chắc chắn tiếp tục sẽ có sự phục vụ của Ruben Dias. Ở đội hình tổng thể của Man City bên dưới, ta có thể thấy họ gần như có một sự lựa chọn thay thế ở mọi vị trí trên sân. Tuy nhiên, nhìn chung thì đây là một đội hình đủ sức chinh chiến ở cả 4 đấu trường khác nhau trong mùa giải tới. Hiện tại, vị trí cánh trái là chưa chắc chắn bởi tương lai của Cancelo vẫn đang chưa được quyết định. Ake có thể sẽ đảm nhận vị trí này như trận gặp Bayern tiền mùa giải. Nhưng cần nhớ rằng sở trường của cầu thủ này là ở vị trí trung vệ. Cho đến nay, đội mới chỉ ký hợp đồng với một tiền vệ, Mateo Kovacic từ Chelsea, nhằm thay thế cho sự ra đi của Ilkay Gundogan. Nếu Kyle Walker gia nhập Bayern hoặc Bernardo Silva từ Paris Saint-Germain, Man City sẽ lại có mặt trên thị trường. Đã có tin đồn về việc Josh Kovacic chuyển đến Etihad, nhưng vẫn chưa có gì được đồng ý 100% với Leipzig. Việc đội hình có những ai đến sẽ phụ thuộc vào việc cầu thủ nào ra đi. Nhưng các fan của The Citizen cũng rất yên tâm khi những cầu thủ chủ chốt đáng gờm của đội hình giành cú ăn ba như Ederson, Ruben Dias, Rodri, Kevin De Bruyne và Erling Haaland chắc chắn sẽ không có gì thay đổi ở mùa giải tới. Mùa giải trước, Man City đã gặp khó khăn trong một số giai đoạn của mùa, đặc biệt là khi đội hình trở về từ World Cup và nhiều cầu thủ đã mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Man City đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong một số trận đấu, nhưng cũng có nhiều trận thua đáng thất vọng, bao gồm trận thua 0-1 trước Tottenham, trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest và trận hòa 1-1 với Everton. Hơn nữa, họ đã đánh rơi điểm trong trận đấu với Brentford trên sân nhà và Aston Villa trên sân khách trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, Pep đã tìm ra giải pháp tối ưu của mình và gắn bó với sơ đồ 3-2-2-3 nổi tiếng của ông trong phần cuối của mùa giải, và điều này trở thành một bước ngoặt quan trọng khi nó cho phép đội vừa tấn công tốt và phòng thủ tốt. Vẫn còn sớm để đánh giá Man City có thể phát triển như thế nào so với chiến thuật họ có mùa giải trước, bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, đôi khi đó là tình thế buộc huấn luyện viên phải thay người, thay vì quyết định mọi thứ vào đầu mùa. Nhưng xem xét đội hình hiện tại, đội hình này có thể có những khả năng khác, đặc biệt là sự năng động của các thủ trụ cột. Trong trận giao hữu với Bayern Munich và Atlético Madrid, chúng ta có thể hình dung về cách vận hành cơ bản
của Man City mùa này như sau. Họ được bố trí với sơ đồ 3-2-4-1 hoặc 4-2-3-1. Họ sẽ tiếp tục tạo ra một lối chơi tấn công đa dạng, kết hợp giữa sự kiểm soát bóng, chuyền bóng nhanh và di chuyển thông minh. Họ sẽ sử dụng các cầu thủ có kỹ thuật cao, tốc độ và sức mạnh để khai thác các khoảng trống trên sân. Một xu hướng khác trong tấn công của Man City đó là tiền vệ thường chứng minh khả năng ghi bàn đúng lúc. Vào mùa giải trước là Ilkay Gundogan. Không thể phủ nhận Erling Haaland chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất và quan trọng nhất đối với Man City khi tiền đạo người Na Uy đã ghi được số lượng bàn thắng khủng khiếp trong mùa giải đầu tiên của anh ở Anh. 36 bàn thắng trong 35 trận Premier League và 5 bàn thắng trong 52 trận đấu ở mọi giải đấu. Trong phần cuối của mùa giải, đối thủ cũng đã cố gắng theo sát hơn Haaland và tỷ lệ ghi bàn của anh rõ ràng không còn tốt như lúc đầu. Nhưng Gundogan đã đứng lên và chứng minh khả năng ghi bàn của mình một lần nữa khi Man City cố gắng khai thác hàng thủ tập trung rất thấp. Cầu thủ Đức rất hiểu Haaland, vì vậy hai người biết rõ cách di chuyển của nhau. Đó là vũ khí bí mật của Man City khi họ có thể dựa vào sự xuất hiện của Gundogan ở những vị trí then chốt khi Haaland bị kèm. Tuy nhiên mùa giải này Gundogan đã không còn ở lại Man City. Pep đã không còn sở hữu một tiền vệ có khả năng đánh hơi cơ hội tuyệt vời. Và liệu họ có gặp khó khăn ở 1/3 cuối sân? Đây có lẽ là câu hỏi mà chúng ta chờ Pep đưa ra phương án ở mùa giải tới khi Haaland phải chịu sự kèm cặp chặt của các hậu vệ. Nhìn chung tháng 8 mở màn không phải một khoảng thời gian khó khăn với Man City. Họ sẽ chỉ phải gặp những đối thủ vừa tầm như vòng 1 gặp Burnley, đối thủ mới lên hạng trở lại Premier League. Thách thức lớn nhất có lẽ là vòng 2 khi đối đầu với Newcastle United. Đội bóng cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho Pep Guardiola và các học trò mùa giải trước. Tuy nhiên 3 vòng tiếp theo Man City chỉ gặp các đối thủ như Sheffield, Fulham hay West Ham đều không quá khó khăn với nửa xanh thành Manchester. Nếu Man City chơi đúng phong độ, họ có thể biến tháng 8 của mình rực rỡ và cũng sẽ là màn khai súng không thể tuyệt vời hơn cho Erling Haaland ở mùa giải này nhằm khẳng định vị thế của một vua phá lưới. Phải cho tới tháng 10, Manchester City mới gặp những đối thủ nặng ký hơn như Arsenal, Brighton, trong đó họ phải đối đầu với Arsenal và Manchester United trên sân khách. Đây sẽ là thử thách mà thầy trò Pep Guardiola cố gắng vượt qua nhằm có những bước chạy quan trọng trong mùa giải. Không còn nghi ngờ gì nữa, Erling Haaland sẽ tiếp tục là cầu thủ chủ chốt của Man City. Với việc De Bruyne gặp phải một số chấn thương trước mùa giải, chắc chắn anh sẽ vắng mặt và nghỉ ngơi trong một số trận đấu. Vì vậy, Haaland sẽ tiếp tục là ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Haaland sở hữu phong cách chơi bóng được xem là gây chết người. Haaland có tỷ lệ rê bóng rất thấp, tuy nhiên thông số về số lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi 90 phút, số lần sút mỗi 90 phút và đóng góp bàn thắng mỗi 90 phút đều có tỷ lệ cao ngất ngường. Haaland đang là chân sút nguy hiểm nhất hành tinh và sẽ là đầu tàu ghi bàn cho Man City. Không ai khác đó là tân binh tiền vệ người Croatia rất giàu kinh nghiệm và chúng ta không nên coi Kovacic là sự thay thế trực tiếp cho Gundogan vì cả hai đều là những mẫu cầu thủ khác nhau. Man City thường không có một tiền vệ thật sự xuất sắc trong việc chuyền bóng dài. Có thể Yaya Touré là người cuối cùng, nhưng đó đã là một khoảng thời gian dài. Chúng ta vẫn không biết Pep sẽ sử dụng Kovacic như thế nào. Đó có lẽ là điều bất ngờ mà chúng ta phải đợi tới trận mở màn của Man City mới được giải mã. Manchester City chắc chắn muốn bảo vệ cả ba danh hiệu lớn đã giành được ở mùa này sau cú ăn ba thành công khó quên của họ. Với chức vô địch Champions League, Man City sẽ lần đầu tiên tham dự siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Nhưng thử thách đầu tiên là Community Shield tại Wembley với Arsenal. Có lẽ Man City đã quá quen với việc có danh hiệu nên chỉ một mùa giải trắng tay đó đã bị coi là thất bại. Thầy trò Pep Guardiola chắc chắn phải nỗ lực trong tất cả các trận đấu với tư cách là ông vua của châu Âu.